Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Những ngày thời tiết mùa thu phải nói là cực kỳ dễ chịu anh em ạ. Đây là con bánh tẻ của mình đây anh em này. Mình thấy là đợt này nó bắt đầu kiểu vào độ rồi đấy. Đó. Nói chung là mình cảm giác là nó rất là đầm đầm chim luôn. Đấy, quay thì nó lại không hot nữa rồi. À, còn đây là một cái con chim mập mới tinh của mình này. Nói chung là con chim thì mình thấy là nó cũng líu lốp bốp. À, mình vừa mới đẩy cám lên ngày hôm qua để mà mình test con chim mập này. Để xem là nó có cái biểu hiện gì không, bởi vì con chim này thì mình cũng không nghi lắm. Thành ra là mình cứ đẩy lên để xem là nó có đáng để nuôi không cho nó nhanh. Thực ra là đấy, với những con chim kiểu như này mình cũng không tâm huyết ấy. Nên là mình sẽ hơi đốt cháy giai đoạn một chút nhá. Tranh thủ buổi sáng mình làm cốc cà phê nhá. Mời anh em. Thì hôm qua mình có nhận được một câu hỏi rất là hay của một cái bạn là mình đoán là cũng là mới chơi chim thôi. Bạn ấy có hỏi mình là: anh ơi, bây giờ em muốn tìm một con chim mập đấu dàn. Như vậy thì từ một con chim mập đến khi mà nhận định được rằng nó sẽ đấu dàn hoặc đấu dàn tốt, nó sẽ có những cái biểu hiện gì, và cái sự tiến bộ của con chim mập qua các năm thì nó sẽ thể hiện bằng cái yếu tố gì nó rõ nét nhất ấy. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chia sẻ với nhau một chút kinh nghiệm nhé về cái vấn đề này. Thì cho đến bây giờ thì mình thấy là với cái sự tiến bộ về các cái kinh nghiệm nuôi chim cũng giống như là các cái thương hiệu cám ở trên thị trường ấy, thì việc nuôi một con chim líu thì nó không quá khó, nhưng mà tìm được một cái con chim đấu dàn và đấu gà một cách chững chạc ấy thì nó cũng không phải là quá dễ. Thực tế là nếu như chúng ta kiên trì thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm được một con chim mộc và chúng ta gột lên để nó đấu gà được thôi. Nhưng cái việc đó nó sẽ cần một cái thời gian nhất định, và đôi khi ở cái thời điểm mộc cái con chim nó sẽ không có những cái biểu hiện rõ ràng để anh em quyết định được là con chim này có nên gột hay là không. Phần lớn thì chúng ta đều có một cái sự cảm nhận bằng cái yếu tố kinh nghiệm, yếu tố trải nghiệm để chúng ta đưa ra một cái phương pháp nó hợp lý nhất. Chính là bởi vì như thế cho nên là mới có cái clip ngày hôm nay. Thì với cá nhân mình ấy, đầu tiên khi mà chúng ta chọn một con chim mập đấu dàn ấy thì con chim đấy nó cần phải có một cái yếu tố về bản lĩnh nhất định. Cái bản lĩnh đầu tiên là nó không sợ con chim khác. Thì cái việc đó thì chúng ta có thể kiểm tra bằng cái việc là chúng ta mang cái con chim mập của mình ấy kè vào một con chim khác để xem là cái thái độ của nó như nào. Thì thực ra cũng sẽ có những con chim nó líu ở trạng thái nó rất là bơ, tức là gần như nó còn không quan tâm đến con chim bên cạnh cơ. Nhưng mà cái tỷ lệ để mà chúng ta nhận biết được những con chim như thế nó rất là khó, và đôi khi là chúng ta cũng có thể nhầm lẫn giữa việc là con chim đấy nó đấu, nó không đấu. Thành ra là để một cái phương pháp nó an toàn, nó an tâm và nó có hiệu quả nhất ấy, là khi bạn kè con chim mộc và con chim mà chúng ta đang nuôi chẳng hạn, nó phải có biểu hiện, nó phải có sự quát tháo, có sự ganh đua, ít nhất là nó không sợ đã. Thì lúc ý những cái con chim đó nó sẽ là những cái con chim nó có một cái sự bản lĩnh nhất định với đồng loại. Cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn là nó cần phải có một cái sự bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh này thì nó sẽ thể hiện khi mà anh em cầm những con chim mộc đi dãi. Thì khi mà chúng ta cầm một con chim mộc đi dãi với những con chim mà nó đứng kiểu như là chuyện bệt dí ở trên giàn ấy, tức là cái sự chi phối về mặt gọi là các cái áp lực xung quanh từ chim, từ người, từ không gian ấy, nó không quá là nặng nề với con chim, thì con chim đó nó mới có được gọi là cái sự bình tĩnh nhất định để nó có thể chiến đấu. Vì một vài con chim thì nó không sợ chim đâu, nhưng nó lại rất sợ người. Và với những con chim như vậy thì chúng ta lại cần phải thời gian thuần dưỡng, nuôi dưỡng nó rất là lâu, rất là mất thời gian. Nên là nếu như mà những cái tố chất ban đầu của con chim nó đã thể hiện ra là nó rất bình tĩnh rồi, thì đấy cũng sẽ là một cái tiêu chí để anh em có thể chọn lựa một con chim mộc đấu dàn nó có cái xác suất cao nhé. Cái vấn đề tiếp theo ấy, thì mình thấy cũng anh em nuôi mộc sẽ hay gặp, đó là mọi người lựa chọn những con chim mà thể lực nó không được tốt. Tuy nhiên vấn đề thể lực này nó sẽ cải thiện qua các năm khi mà con chim nó có được cái cốt cám chắc rồi ấy, những cái nền tảng chắc chắn từ cái lúc mà chúng ta nuôi thay lông đến lúc chúng ta đẩy con chim lên căng líu ấy, thì nó cũng sẽ cải thiện. Nhưng mà ngay từ ban đầu nếu chúng ta chọn lựa được những cái con chim mộc mà có cái nền tảng thể lực tốt ấy, thì nó sẽ luôn luôn là một trong những cái lợi thế vô cùng quan trọng. Mình người ta hay nói là nhất lực nhì tài, con chim có thể không quá hay nhưng nó rất khỏe thì nó cũng đã là một cái lợi thế rất là lớn rồi. Thì lựa chọn một con chim mộc và gọi là để cái thể lực khỏe thì mình cho rằng là như này: lúc mà anh em bắt mộc thì anh em hãy bóc cho mình những con chim ngay tại thời điểm đó nó hãy là những con chim ôm lông khỏe mạnh nhanh nhẹn. Thì đấy là những cái tiêu chí mà nhất định rồi là chúng ta cần phải có. Nhiều người bắt chim mộc thì hay cứ nghĩ rằng là những con chim thật dẫy là những con chim hay, mặt nó sút sẹo hết cả rồi ấy. Thì rõ ràng là cái kiểu sút sẹo đấy nó cũng là một trong những cái yếu tố để mà chúng ta xác định là con chim nó cũng không phải là con chim quá thuần, hay là ít nhất là nó không quá bình tĩnh. Thì những con chim mình nuôi rất là lâu. Cái vấn đề thứ hai là mọi người hay chọn những con chim nó tương đối là mỏng cơm.
mỏng cơm ở đây thì nó có hai cái vấn đề chính nhé. Một là con chim bánh tẻ, thì ở cái thời điểm con chim bánh tẻ thì nó cũng khá là bé thôi. Chúng ta nuôi khoảng 2 năm thì nó cũng sẽ to lên. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là mọi người chọn những con chim mà cái hầu hay là đầu hàm, đầu mặt nó không được phương phi, nó không được nở ấy. Thì những con chim như vậy thì thường nếu nó có đấu ấy, thì nó cũng sẽ không đấu bền được, không bền lực được. Nó vẫn có những cái tỷ lệ nhất định những con chim mà kiểu như là mã mái mà đấu cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó vẫn có, nó không thể nói cái yếu tố gì là tuyệt đối cả. Nhưng đại đa số những con chim gọi là hay đấu dàn tốt ấy, thì nó đều có một cái điểm chung, đó là cái phần đầu hầu hàm của nó rất là to anh em ạ. Một cái yếu tố nữa mà kinh nghiệm rất xương máu của mình là nếu anh em có chọn chim thì hãy chọn những con chim trường chim, thì đấy sẽ là những con chim bền lực. Còn những con chim mà nó ngắn ấy, thường thì mình thấy là cái thời gian để nó líu đờ trên dàn nó cũng không được quá dài đâu. Cái này là kinh nghiệm cá nhân thôi. Dĩ nhiên là sẽ có những cái quan điểm này, quan điểm khác, nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ đấy là những cái trải nghiệm trong vòng cái thời gian hơn 20 năm chơi chim của mình rồi, đột mộc quá nhiều rồi, thì mình nhận thấy thế. Những con chim trường chim bao giờ cũng sẽ là những con chim nó đấu bền bỉ. Ví dụ như chúng ta đi dã từ 9 giờ đến 12 giờ thì nó có thể đáp ứng được việc đó. Nhưng mà những con chim ngắn chim ấy thì thường thì nó sẽ chơi được khoảng tầm tiếng rưỡi á. Dĩ nhiên nó tùy, nhưng mà ý mình là cái tỷ lệ con chim dài mà nó chơi được bền nó cao hơn rất là nhiều anh em ạ. Cái vấn đề tiếp theo của cái chủ đề này đó chính là cái sự tiến bộ của con chim mộc, thì nó sẽ tiến bộ ở những cái điểm gì. Ví dụ như từ con chim mộc nó không đấu thì đến lúc nuôi có tuổi lồng nó có đấu hay là không. Rồi là nếu như từ con chim mộc nó chỉ bắn được khoảng tầm 15-20 phút ở trên dàn thôi, sau đó thì nó có chơi bền bỉ hơn hay không, thì đây cũng là một cái câu hỏi mà mình cho rằng là nó cũng rất là hay. Thì mình sẽ đi luôn vào cái vấn đề đầu tiên là từ một con chim không đấu, nó liệu đến lúc nuôi thuần nó có đấu hay không. Thì thực ra thì nó luôn luôn có một cái sự gọi là rất là không có quy luật nào cả. Bởi vì đôi khi cái việc mà chúng ta nhận định là con chim nó không đấu thì thật ra thì lại là nó chưa đấu. Vì cũng như mình có nói ở phần trước ấy, là đôi khi có những con chim nó quá bị áp lực ở việc cái không gian, đặc biệt là người đứng lên ngồi xuống chẳng hạn, thì các bạn cầm ra ngoài dàn nó rất là khó líu. Nhưng mà sau một cái thời gian bắt đầu là nó làm quen được rồi thì nó bắt đầu thể hiện cái tố chất ra. Thì những cái con chim đó thì mình hay gọi là những cái con chim nó khá là ẩn, nó là một cái bí ẩn. Còn lại thì thường là nếu như mà chúng ta nuôi một con chim mộc và chúng ta cứ kỳ vọng vào cái sự bí ẩn đó ấy, thì thường là đôi khi chúng ta nuôi báo cụ thì sẽ nhiều hơn là sự bí ẩn nó lộ ra về sau. Cho nên là mình thì có một cái quan điểm là như này: chim hay nó sẽ hay từ mộc anh em ạ. Ngay từ mộc nó sẽ có những biểu hiện nhất định để anh em có thể nhận biết là con chim này nên nuôi hay là không. Và vì cái việc nuôi một con chim gồm một con chim nó tốn quá nhiều thời gian, cho nên là mình hay nói chuyện với anh em là mọi người thấy mình hay đăng những cái clip ở trên Facebook đó, con chim cáo có rất là ổn, rất là hay đúng không? Nhưng mà để có được những con chim như vậy mình thả chim nhiều lắm. Nhiều khi cứ nói chuyện vui vui với anh em là bắt một con chim 20.000, 30.000 thôi. Nhưng mà đôi khi có khi bắt được 5, 7 con, chục con rồi thả gần hết và giữ lại được 1, 2 con thôi. Đấy là cái sự thật mà mình cũng chẳng giấu giếm gì mọi người cả. Bởi vì thực tế ra để chúng ta lựa chọn được một cái cá thể nó nhí, nó đâu phải là chọn phát ăn luôn đúng không anh em. Vì đấy khó lắm, đôi khi phải cần có những cái sự may mắn nhất định nữa. Cho nên là chim hay thì nó sẽ hay từ mộc nha anh em nhé. Chắc chắn luôn, nếu từ mộc nó đã hay hơn con chim khác rồi thì đến lúc thuộc nó cũng sẽ hay hơn con chim khác. Điều đó thì mình trải nghiệm quá nhiều rồi. Còn nó vẫn có một cái xác suất rất là nhỏ. Đó là cái trường hợp mà mình hay nói là gọi là ăn lô tô và trúng cái lót ấy. Đó là những con chim mà lúc đầu nó không thể hiện gì cả, nhưng về sau bắt đầu nó mới bung ra hoàn toàn. Thì việc đó thì nó luôn luôn có. Nhưng mà ít nhất là như này: nếu như mà các bạn đã nuôi được 1 năm rồi, tức là con chim từ mộc các bạn nuôi thay lông rồi và đến năm sau ấy nó vẫn không có biểu hiện gì, thì các bạn cứ tin mình đi. Những con chim như vậy nếu các bạn chơi đấu dàn ấy thì các bạn nên thải loại nó ngay. Vì là chúng ta không có quá nhiều thời gian để làm việc kiên trì hơn với nó đâu. Hay nó sẽ hay từ mộc anh em ạ. Còn lại thì khi mà chúng ta đã lựa chọn là con chim mộc nhí rồi thì con chim mộc nó sẽ tiến bộ theo các cái năm như thế nào, thì mình cứ nói qua, khái quát qua để anh em nắm được qua nhé. Cái việc đầu tiên đó chính là cái khả năng chịu áp lực của con chim mộc nó sẽ tăng lên. Nếu như từ mộc nó đã hay rồi và nó bị chi phối bởi các cái yếu tố xung quanh, môi trường xung quanh, thì có thể ngay lúc đầu nó chưa quen thì nó sẽ thể hiện ít đi, nhưng mà nó vẫn đang có thể hiện anh em nhé. Thì càng về sau anh em nuôi nó sẽ giảm bớt tất cả những vấn đề đó, nó không còn sợ người nữa này. Nó làm quen được với môi trường đi dãi này, rồi là nó tăng được cả cái khả năng tải cám nữa. Thì tất cả những cái yếu tố đó thì nó sẽ khiến cho con chim mộc nó hay lên. Nó hay lên đầu tiên là về mặt bản lĩnh. Bản lĩnh thì khi không còn bị chi phối bởi các cái yếu tố xung quanh nữa thì nó sẽ thể hiện hết ra. Và thường thì mình thấy là bắt đầu từ năm thứ 3 là bắt đầu là cái tố chất của chim nó gần như nó lột tả ra hết rồi. Những con chim nào nó như thế nào nó lột tả ra hết rồi. Nhưng nói thật là 3 năm thì nó rất dài đúng không anh em.
Tuy nhiên thì đến cái năm thứ ba ấy thì nó mới là cái thời gian mà con chim nó thể hiện hết tất cả cái tiềm năng tố chất của nó ra nha anh em nhé. À, ở đây thì mình đang nói là về mặt bằng chung nhé, bởi vì đôi khi có những con chim non ấy nó không bị chi phối quá nhiều thì có khi nó đã hay ngay từ năm sau khi thay lông, nó hay luôn rồi. Đó, đó là cái yếu tố đầu tiên về mặt bản lĩnh. Thứ hai là về mặt thể lực thì chắc chắn rồi, với một cái môi trường nuôi nhốt, với chế độ dinh dưỡng ổn định, với các cái phương pháp nuôi, kinh nghiệm nuôi mà mình chia sẻ với anh em quá nhiều ở trên kênh Mình Khuyên Đam Mê Vlog này rồi, cũng giống như là ở trong các cái cộng đồng chơi ấy, luôn luôn có những người anh, những người bạn, những người em, và những người đó họ có rất là nhiều kinh nghiệm chia sẻ lại. Thì dần dần trong cái quá trình chúng ta nuôi, chúng ta sẽ tích lũy được cái gì là phù hợp, cái gì là không phù hợp, chúng ta áp dụng vào cho con chim ấy, thì chắc chắn là nó sẽ tốt lên. Đó, à, dĩ nhiên ở đây là mình cũng chỉ đang nói là những cái lời khuyên, gọi là khuyên chân thành nhá. Nên đôi khi trong cộng đồng chơi chim này ấy, nó sẽ có những cái lời khuyên mà thật sự luôn là khi mà các bạn cảm nhận ấy, về sau các bạn trải nghiệm qua thì các bạn sẽ thấy là hình như là cái lời khuyên này nó đang hơi có vấn đề chẳng hạn. Đó, thì thường là như là kinh nghiệm mà anh em chia sẻ lại trên góc độ là chân thành, và để muốn là cái cộng đồng chơi chim nó có một cái kinh nghiệm nó dày dặn, nó phong phú hơn ấy, thì nó đều sẽ khiến con chim của các bạn nó hay lên. Chính vì là như thế cho nên là cái về mặt cái thể lực của con chim, về mặt cái lối chơi của con chim dần dần nó cũng sẽ tiến bộ lên. Có những con chim ở thời điểm một nó bắn rất dữ dội, nhưng càng về sau nó càng đầm chim lại, nó vẫn giữ dữ, nó vẫn có cái độ giữ, độ gần trong động hót, nhưng mà ít ra là nó nhảy nhót, nó ít đi, thể lực nó tiêu tốn, nó bớt đi, thì con chim nó cũng sẽ tiến bộ hơn rất rất là nhiều anh em ạ. Cái điểm tiến bộ thứ ba mà mình sẽ nốt vào cái video này ấy, đó chính là cái khả năng trận mạc, cái kinh nghiệm trận mạc, chính xác gọi là cái kinh nghiệm trận mạc của con chim. Bởi vì khi mà chúng ta đã xác định là nuôi chim đấu giàn rồi thì chắc chắn là thời gian đi dạy của anh em là cũng khá là phong phú, cho nên là chúng ta cho con chim đi càng nhiều giàn ấy, nó càng thích nghi và nó càng làm quen tốt hơn. Bởi vì là có những con chim thì như mình nói ấy, là có những con chim là cái thời điểm trước nó không chơi dưới mái, bây giờ nó đã từng chơi dưới mái rồi ở một cái clip gần đây, và cũng có những con chim là chơi ở ngoài trời nó không tốt lắm, dần dần nó chơi ngoài trời nó cũng tốt hơn. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó đều là có một cái sự tích lũy. Nếu như các bạn muốn là con chim nó cần phải có một cái sự làm quen tốt hơn thì đồng nghĩa với việc là các bạn cần phải cho con chim đi dã nhiều hơn, ở những cái giàn khác nhau, đa dạng lên một chút, thì chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng như là nhiều khi gọi là thấy con chim líu căng ở ngoài giàn rồi cầm đi thi nhưng cuối cùng thì nó lại không được nghỉ. Thì đấy, tất cả những cái yếu tố đó nó đều là những cái tiêu chí để con chim nó tiến bộ hơn anh em nhé. Và để có được những cái tiêu chí đó thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là chúng ta cần phải kiên trì, nhẫn nại và theo đuổi cái đường lối mà chúng ta đã lựa chọn. Chúng ta muốn nó tiến bộ thì chúng ta cần phải có những phương pháp để nó tiến bộ. Ví dụ một vài con chim là nó không chịu được nắng chẳng hạn, thì các bạn phải tập dần cho nó phơi nắng đi. Tuy nhiên là không thể nào đùng một cái các bạn phơi nắng dùng nó mấy tiếng đồng hồ được. Nhưng mà cái việc rất là nên cần là nếu nó không chịu được nắng thì chúng ta phải tập cho nó phơi nắng từ 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút gì gì đó. Thì tất cả những yếu tố đó khi con chim nó làm quen, thích nghi rồi thì nó sẽ tiến bộ lên anh em ạ. Đấy, nói chung là một cái video rất dài, rất lan man đúng không anh em? Nhưng mà tự chung lại thì tất cả những cái yếu tố mà mình vừa mới chia sẻ với mọi người ấy, nó đều là cái trải nghiệm của cá nhân mình và cũng là trải nghiệm của khá nhiều người nữa đấy. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp ích cho anh em trong cái quá trình chúng ta gột chim mọc nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.